Vụ ba công an bắn nhầm dê của dân, bị khởi tố tội trộm cắp tài sản. Như trước đó, chúng tôi đã thông tin về việc ba cán bộ công an bắn dê của dân vì tưởng nhầm dê núi. Nhiều luồng thông tin đặt ra từ người dân đề nghị làm rõ lời khai vì thấy không thuyết phục. Có người cho rằng nếu đã là công an công tác tại địa bàn thì cán bộ đó chắc chắn phải biết rằng không có dê núi ở khu vực đó. Đồng thời người dân ở đây còn cho biết thêm, họ sống tại đây hơn nửa đời người, chưa bao giờ nghe rằng trong núi có dê hoang. Nếu như đúng thật sự là dê núi, một số cộng đồng mạng còn thắc mắc dê núi thì có thuộc nhóm động vật hoang dã và hành vi của ba cán bộ công an có phải săn bắn trái phép bằng vũ khí tự chế hay không? Những câu hỏi này vẫn chưa có câu trả lời, thì mới đây, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam ba cựu cán bộ công an bắn dê của dân để điều tra về tội trộm cắp tài sản, gồm Đại úy Nguyễn Văn Nhân, Thượng úy Bùi Đình Việt và Thượng úy Bùi Tiến Tùng. Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội cũng đã phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ba cán bộ công an bắn dê của dân. Trước đó, ngày 27 tháng 6, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cũng đã ký quyết định tước danh hiệu Công an Nhân dân đối với ba cán bộ công an thị trấn Đại Nghĩa này. Việc khởi tố hình sự vụ án cũng thể hiện sự quyết tâm của ban lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội và trong nội bộ không có sự bao che. Chưa biết kết quả vụ việc như thế nào, chúng tôi sẽ cập nhật tin tức mới nhất trong các bản tin tiếp theo. Cảm ơn sự quan tâm, theo dõi và ủng hộ của quý vị khán giả. Đừng quên like, share, subscribe, bấm vào những tin tức mới nhất, nóng hổi nhất ở bên đây nhé. Chúc quý vị thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.